Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh của Duy đây là cái chiếc xe được Mercedes-Benz vừa mới ra mắt luôn các bạn, vừa mới coi như là giao về cửa hàng bên Duy. Đây chính là chiếc xe Mercedes-Benz E180. Thì với chiếc xe E180 này các bạn, thì bổ sung vào trong cái bộ sưu tập là xe E-Class thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 mẫu ha. E180 nè, E200 Exclusive cũng như là E300 AMG. Thì với là hai cái mẫu xe là E200 Exclusive cũng như là E300 AMG thì được nhà máy Mercedes-Benz giới thiệu đến quý anh chị khách hàng cách đây khoảng tầm hơn 2 tháng rồi các bạn. Và bây giờ là E180 mới bắt đầu là bổ sung thêm trong cái danh sách E-Class của chúng ta ha. Thì trước đây thì các bạn cũng đã biết cái mẫu xe E180 này rồi ha, với cái phiên bản 2020. Thì ngày hôm nay Duy sẽ cùng các bạn xem thật kỹ cái chiếc xe E180 này về bên ngoài, bên trong cũng như là có những cái điểm gì vượt trội hơn so với lại cái phiên bản E180 phiên bản 2020. Và một điều nữa các bạn, là với cái chiếc E180 phiên bản 2021 này thì vẫn giữ nguyên giá là 2 tỷ 050, đó, vẫn không thay đổi giá luôn các bạn nha. Nhưng mà có rất là nhiều những cái điểm mới, những cái option rất là đáng giá. Thì bây giờ Duy sẽ không đợi các bạn để lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chiếc xe E180. Về phần đầu xe thì chúng ta sẽ thấy là đây là cái thiết kế mới của dòng xe E2021 này các bạn. Thì các bạn cũng sẽ thấy đâu đó cái chiếc E180 này có cái thiết kế rất là tương đồng so với cái mẫu xe đàn anh của mình, đó là chiếc E300 AMG ha. Về cái đèn xe các bạn sẽ thiết kế nè, thấy thiết kế như thế này, cũng như là cái đèn LED chạy ban ngày ở đây. Thì với cái đèn pha này các bạn sẽ thấy là về cái thiết kế nó cũng sẽ y chang trên cái chiếc xe E200 Exclusive luôn đó. Và đây là cái đèn full LED ha, full LED luôn, cũng như đèn LED chạy ban ngày, cũng như đèn xi nhan nó sẽ thể hiện ở đây các bạn nha. Đó, và một cái điểm nữa các bạn Duy cực kỳ thích ở cái phần đầu xe của chiếc xe E180 này, đó chính là cái phần lưới tản nhiệt nè. Đó, các bạn thấy không? Các bạn sẽ thấy cái phần lưới tản nhiệt này nó giống như cái mẫu xe gì các bạn? Thấy rất là giống trên cái chiếc xe, là những cái chiếc xe AMG thực thụ các bạn, những cái sọc đứng nè. Đó, rất là hay các bạn ha. Thì về cái phần đầu xe thì Duy cảm thấy là cái E180 này với cái thiết kế cái đầu xe nó rất là mạnh mẽ, rất là khỏe khoắn, cũng như là rất là phù hợp với những cái vị khách hàng ở độ tuổi trẻ ha, cũng như là đam mê cái phong cách thể thao trẻ trung và năng động đó. Về phần cản dưới này thì các bạn cũng sẽ thấy là nó sẽ được thay đổi một chút xíu nè. Ở đây thì có cái chi tiết nẹp chrome nó rất là tương đồng với lại cái lưới tản nhiệt dạng hai nan này. Thì khi mà nhìn phần đầu xe thì chúng ta sẽ thấy chiếc xe E180 này nó rất là sang trọng các bạn, nhưng vẫn đảm bảo được cái sự thể thao của nó ha. Đó, một cái điểm nữa các bạn, cái điểm này là một cái điểm mà Duy cũng cực kỳ thích luôn ha. Ở trên nắp capo các bạn sẽ nhìn kỹ nè, nó sẽ có hai cái đường gân dập nổi nè. Đó, thì với cái đường gân dập nổi này thì nó sẽ có ở trên cái chiếc E300 AMG của chúng ta và những cái dòng xe AMG chẳng hạn như là E43 AMG hoặc là E63 AMG mới có cái nắp capo dập nổi đường gân như thế này các bạn. Đó, khi chúng ta nhìn đó các bạn, nếu mà chúng ta không có để ý, chúng ta không có để ý nhưng mà chúng ta nhìn phớt qua thôi ha, thì chúng ta cảm giác là cái chiếc xe nó sẽ rất là mạnh mẽ, bởi vì là đây là cái chiếc xe phối màu đen nữa các bạn, phối màu đen nữa, cho nên là khi mà chúng ta nhìn trên máy chúng ta không biết là có thấy rõ cái đường gân này không, nhưng mà khi mà nhìn bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là rõ nét nè. Đó, ở đây các bạn nha, rất là đẹp các bạn. Đó, thì với cái phiên bản mà E180 mà phiên bản 2020 thì các bạn sẽ thấy là cái capo sẽ được thiết kế liền luôn, nó sẽ không có những đường gân dập nổi như thế này, cũng như là chiếc xe E2021, chiếc E200 các bạn Exclusive nó cũng sẽ có không có hai cái đường gân này, bởi vì là hai cái đường gân trên nắp capo này nó sẽ thiết kế dành riêng cho những cái mẫu xe thể thao, những cái mẫu xe của AMG. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu nữa các bạn. Chúng ta sẽ xem cái phần bên hông của cái chiếc xe E180 này. Thì về cái phần thiết kế bên hông á, thì Duy thấy nó cũng sẽ không có quá nhiều thay đổi so với cái mẫu xe E180 phiên bản 2020, cũng như là với cái bộ mâm này vẫn được giữ nguyên luôn các bạn, so với cái phiên bản trước không có thay đổi phần mâm. Đó, lớp xe của chúng ta đang là 245/45 R18, cái lớp xe của chúng ta là lớp xe 18 inch. Đó, khi mà chúng ta nhìn từ xa các bạn, chúng ta cảm giác là cái bộ mâm xe này nó sẽ có được thiết kế những cái nan nhỏ các bạn, nhưng mà không phải các bạn nha,
cái nang của cái xe này nó khá là to, nó nhìn nó rất là chắc chắn. Bởi vì là các bạn sẽ thấy nè, cái phần sơn đen ở chỗ này ha, chúng ta sẽ giống như là bị đánh lừa cảm giác á, khi mà chúng ta chạy lăn bánh ở ngoài đường á thì hầu như là chúng ta sẽ không thấy những cái chi tiết sơn màu đen này, chỉ thấy những cái nang nhỏ 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 thế này, thì rất là giống nhìn những cái mẫu xe AMG với những cái thiết kế những cái nang nhỏ các bạn nha. Đây là một cái thiết kế coi như cũng đánh lừa cảm giác các bạn, rất là hay ha, rất là thông minh trong cái phần này. Thì lớp xe của chúng ta vẫn là lớp xe Runlast ha, và lớp xe là lớp Michelin đó. Thì các bạn biết rồi, Duy cũng đã hầu như là video clip nào Duy cũng đã nói tới cái lớp xe Runlast các bạn, bởi vì là đây là một cái lớp xe Duy cực kỳ yêu thích, cũng như là khi mà các anh chị và các bạn chạy ở tốc độ cao á, các anh chị và các bạn sẽ không có coi như là sợ nữa, bởi vì là cái lớp xe của chúng ta sẽ không bị cái trường hợp là mất áp suất đột ngột đó, trong trường hợp mà chúng ta đi mà trên đường cao tốc. Các bạn thử nghĩ ha, nếu mà chúng ta cán phải một vật gì nhọn ha, làm cho cái lớp xe của chúng ta bị nổ tung, thì chúng ta sẽ không có bị là chồng chền đó, nó khá là an toàn luôn đó. Đây là một cái chi tiết mà rất là hay. Có nhiều anh chị các bạn nói là cái lớp xe này nó sẽ ồn hơn. Không phải đâu các bạn, đó, nó an toàn hơn rất là nhiều ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi về phía sau của chiếc xe E180 này. Về cái phần đuôi sau các bạn, đuôi xe phía sau các bạn sẽ thấy là nó cũng không khác nhiều so với lại cái xe E200S Lucid cũng như là cái E300 AMG ha, vẫn là cái thiết kế phần đuôi xe nó rất là tương đồng, rất là giống nhau luôn. Vẫn là bô kép được thiết kế là đối xứng ở hai bên nè các bạn. Đó, hầu như là tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ thì đều có cái thiết kế ở cái phần bô kép hết, nhìn đối xứng nó rất là cân đối của chiếc xe ha các bạn. Và cái đèn đó, và đây là một cái thiết kế mới nè các bạn của cái chiếc xe E180 so với lại cái phiên bản E-Class trước đó. Đèn xe của chúng ta được thiết kế nhỏ hơn cũng như là kéo dài từ bên đây sang ở phần cốp xe luôn. Như thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái chiếc xe nó có phần là thể thao hơn cũng như là trẻ trung hơn rất là nhiều. Bây giờ Duy sẽ mở cái cốp ra cho các bạn xem bên trong. Về phần cốp xe thì có thể nói là dòng xe E-Class, đây là cái mẫu xe mà có cái phần mà cốp nó rất là rộng luôn các bạn, rộng hơn xe S-Class luôn các bạn nha. Đó, các bạn thấy nè, nó rất là sâu ở bên trong. Để chúng ta để được rất là nhiều đồ luôn các bạn. Thì đối với cái dòng xe E-Class này á, thì Duy cực kỳ thích ở cái phần cốp xe nè. Mà không chỉ là đối với những cái phiên bản là đời mới bây giờ các bạn, kể cả những cái phiên bản mà mẫu xe E-Class mà cách đây coi như là 5-7 năm về trước á, thì cái phần cốp cũng được thiết kế rất là rộng luôn ha. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là giống như những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz thì chúng ta sẽ có là hai cái chỗ để chúng ta gập cái hàng ghế phía trước nè. Trong những trường hợp mà chúng ta chở những cái đồ dài cồng kềnh thì chúng ta có thể là gặp được hai cái hàng ghế ở phía trước của chúng ta luôn ha. Đây là những cái đồ trang bị theo xe thì Duy sẽ để ngăn nắp ở đây ha. Đầu tiên đó là một cái hộp quà của Mercedes-Benz. Khi các anh chị các bạn nhận xe thì các anh chị các bạn sẽ được nhận cái hộp quà này. Đây là cái túi y tế ha, y tế Duy sẽ để ở đây. Đây là một cái chi tiết là lưới để chúng ta là khăn đồ lại, chúng ta khăn đồ lại các bạn. Khi mà chúng ta mà chạy trên những cái đoạn đường mà mấp mô á, thì đồ của chúng ta thường sẽ bị là nảy lên, như thế nó rất là ồn ào, rất là khó chịu cho người ngồi bên trong. Thì cái chi tiết mà lưới này để chúng ta để giữ hành lý của chúng ta ha, nó không có bị nhảy lên. Ở đây là những cái sách hướng dẫn sử dụng các bạn. Đó, sách hướng dẫn sử dụng cũng như là một cái ví bằng da để chúng ta có thể là để những cái giấy tờ, những cái sổ đăng kiểm của chúng ta ở trong này ha, rất là gọn gàng, rất là đẹp. Cũng như là những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz thôi các bạn. Đây là một cái chi tiết thảm ha. Đây là cái thảm theo xe. Đó, cái thảm theo xe của xe E180 này thì cũng giống như những cái thảm khác thôi các bạn. Đây là thảm nỉ ha. Có cái chữ Mercedes-Benz. Đó, và đối với cái chiếc xe E180 này thì chúng ta sẽ sử dụng lớp Runlast, cho nên các bạn sẽ thấy là ở phần dưới của cái cốp á, chúng ta cũng sẽ không có cái bánh xe dự phòng ở đây ha. Đó, cũng như là ở phần dưới này chúng ta sẽ có được một cái giỏ để chúng ta để đồ ha, giỏ xếp. Đó, rất là gọn gàng nằm ở đây. Đó, ở đây thì cũng không có gì các bạn, có thêm một cái móc kéo xe nằm ở đây nữa thôi ha. Ở đây là một cái biển cảnh báo tam giác, nó sẽ nằm ở cái vị trí này. Trong những trường hợp mà xe của chúng ta không thể là lăn bánh, chúng ta đậu ngoài đường các bạn, thì chúng ta có thể lấy cái biển cảnh báo tam giác ra để phía sau để cảnh báo cho cái xe đó. Và
Đối với cái xe M180 các bạn thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ đóng cốp bằng tay ha. Các bạn sẽ không thấy là có một cái nút bấm nào ở trên này hết. Đó, đây là một cái điểm mà nó sẽ khác so với lại cái E200 Exclusive cũng như E300 AMG ha. Đó, chúng ta sẽ chịu khó đóng bằng tay các bạn. Ok, thì điểm sơ qua phòng bên ngoài của chiếc xe M180 thì bây giờ Duy sẽ mời các anh chị và các bạn đi vào khoang nội thất bên trong. Khi mà Duy mở cửa cái chiếc xe M180 này ra các bạn thì cái màn hình của chiếc xe của chúng ta sẽ tự động sáng lên, cũng như là ở cái phần táp lô này các bạn nó có hình một cái chiếc xe M180 sáng đèn lên, giống như là đây là một cái cử chỉ để chào đón cái người chủ nhân để bước vào chiếc xe ha. Bây giờ Duy sẽ nổ máy lên. M180 thì về cái phần mà thiết kế ở bên trong này các bạn thì các bạn sẽ thấy là nó rất là giống trên cái chiếc xe E200 Exclusive luôn. Thì để bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cũng như là sẽ tìm ra những cái điểm mà khác biệt của cái chiếc xe E180 so với lại cái chiếc xe E200 Exclusive ha. Đó, thì đầu tiên là cái phần mà ốp nè các bạn. Đây, những cái chi tiết mà ốp trang trí ở trong cái chiếc xe E180 thì các bạn sẽ thấy là đây là cái chi tiết ốp nhôm nhưng mà vân là vân carbon các bạn nha. Đó, các bạn sẽ thấy nè. Đó, thì với cái chi tiết ốp như thế này thì làm cho Duy nhớ tới cái mẫu xe là E200 Sport phiên bản 2019-2020 ha các bạn. Đó, thì nó vẫn sử dụng cái ốp như thế này. Đó, khi mà chúng ta bước vào bên trong khoang nội thất thì nó sẽ toát lên ngay cái vẻ là thể thao của chiếc xe này. Đó, thì thay vì các bạn biết ha, những cái chiếc xe mà được Mercedes-Benz mà thiết kế theo cái phong cách thể thao thì thông thường sẽ được ốp bằng nhôm nè, ốp carbon nè, hoặc là những cái chi tiết gỗ mờ. Đó, còn đối với những cái chiếc xe mà lại thiết kế theo các phong cách sang trọng thì các bạn thường thấy là ốp gỗ bóng ở chỗ này. Đó, cũng như là cái chiếc E200 Exclusive thì chúng ta sẽ ốp cái phần gỗ này là gỗ bóng màu nâu ha. Đó, ngoài ra thì E180 vẫn được trang bị cái hệ thống chỉnh điện, ghế chỉnh điện là đa vùng luôn nè các bạn. Đó, 8 hướng các bạn nha, chúng ta có thể chỉnh điện và nhớ ba cái vị trí nhớ ghế nằm ở đây ha. Cũng như là E180 vẫn sử dụng hệ thống loa tiêu chuẩn của Mercedes-Benz, cũng sẽ giống trên cái E200 Exclusive luôn. Đó, thì đối với những cái chiếc xe mà ở một cái cấu hình mà tương đối tiêu chuẩn thì Mercedes-Benz thường sẽ trang bị cái bộ loa là theo dạng tiêu chuẩn thôi, và để dành những cái bộ loa mà option, những cái bộ loa chẳng hạn như Boommaster dành cho những cái phiên bản cấu hình cao hơn là một điều chắc chắn rồi các bạn. Đó, ok, tiếp theo nữa các bạn thì cái phần vô lăng, đây là một cái chi tiết thiết kế mới so với lại cái phiên bản 2020 của cái E180. Đó, các bạn sẽ thấy là cái E200 bây giờ sẽ được cái thiết kế cái vô lăng như thế này. Đó, rất là đẹp, rất là hiện đại các bạn nha, và rất là giống y chang trên cái chiếc xe E200 Exclusive luôn, không có gì khác hết. Ở đây là những cái nút mà chúng ta cảm ứng nè, thay vì trước đây là những cái phím cơ học chúng ta lăn lên lăn xuống thì bây giờ là cái phím cảm ứng luôn. Đó, và đây là những cái nút được thiết kế liền mạch với nhau các bạn, nó sẽ không có tách rời nhau nữa, thì như thế mà chúng ta sẽ nhìn tổng thể cái chiếc xe nó giống như là tối giản hơn, tối giản hơn ha. Đó, nhìn nó rất là sang trọng, rất là trẻ trung luôn. Đó, và ngoài ra thì cái vô lăng của chiếc xe E180 này thì được bọc bằng da nắp 3 các bạn nha, cho nên là khi mà chúng ta cầm vào cái vô lăng này chúng ta cảm giác là nó rất là mềm, nó rất là êm. Và các bạn biết rồi, cái da nắp 3 thì nó sẽ chịu được cái độ ẩm cũng như là cái nhiệt độ ha, cho nên là Mercedes-Benz sẽ trang bị cái da nắp 3 cho cái phần bọc vô lăng này. Đây là cái chi tiết cần số ha, và Duy cũng đã giới thiệu rất là nhiều lần rồi, nó cũng sẽ không có gì khác so với những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Đó, E180 thì được trang bị hai cái lẫy số ở phía sau cộng trừ nè các bạn. Đó, cái lẫy số bây giờ nó được thiết kế to hơn để chúng ta bấm nó sẽ thoải mái hơn, dễ dàng hơn rất là nhiều. Ok, tiếp theo nữa các bạn, một cái điểm mà Duy thấy là Mercedes-Benz coi như là rất là hào phóng ha. Nhà máy Mercedes-Benz coi như Việt Nam rất là hào phóng trong cái vấn đề là
trang bị cái màn hình cho cái chiếc xe E180 này. Đó thì các bạn biết rồi, với cái E180 phiên bản trước đó các bạn, thì các bạn sẽ thấy là cái màn hình ở bên đây ha là to, nhưng mà đối với cái màn hình táp lô vẫn là sử dụng cái màn hình táp lô dạng ống. Và cũng có rất là nhiều những anh chị khách hàng bên Duy hỏi là trước đây á, là mua những cái chiếc xe mà phiên bản 2020 á, muốn nâng cấp lên cái hệ thống màn hình full như thế này có được hay không bạn, là vẫn được. Có rất là nhiều những cái gara độ xe thì họ sẽ nâng cấp lên cái màn hình full luôn cho cái E180 như thế này, nhưng mà cái giá cũng rất là cao, nó rơi vào khoảng tầm 100 hoặc là hơn 100 triệu luôn đó. Nhưng bây giờ chiếc xe E180 phiên bản 2021 nhà máy Mercedes-Benz trang bị cho nó một cái màn hình full luôn như thế này luôn, cả bên công tơ mét cũng như là bên cái màn hình giải trí này các bạn, rất là hay ha. Đây là một cái điểm mà Duy cực kỳ thích, cũng như là Duy đảm bảo các anh chị khách hàng coi như là sẽ rất là thích cái trang bị cho chiếc xe F80 lần này của Mercedes-Benz đó. Và một điều nữa các bạn, đây là cái màn hình MBUX nha. À, màn hình MBUX thế hệ mới luôn, nó cũng sẽ giống y chang trên E200 Exclusive nè, E300 AMG nè, cũng như là xe mẫu xe là GLS hoặc là GLE, những cái mẫu xe mới rất là cao cấp của Mercedes-Benz các bạn, y chang luôn, sẽ không khác gì hết. Cảm ứng thì rất là mượt đó. Còn ngôn ngữ thì sử dụng cho cái chiếc xe này có rất là nhiều ngôn ngữ, nhưng mà có ngôn ngữ bằng tiếng Việt luôn, chúng ta có thể là sử dụng rất là tiện lợi, cũng như là nó rất là thân thiện ha. Đó, Di sẽ vào cái phần mà cài đặt nè. Đó, chúng ta vào Home nè, chúng ta vào cài đặt nè. Đó, thì trên đây nó sẽ có những cái mục để mà chúng ta set up cho cái xe của chúng ta. À, đầu tiên chẳng hạn Di nói là phần hệ thống, chúng ta có thể là điều chỉnh những cái kiểu hiển thị của cái màn hình này. Ví dụ Di thích cái phong cách thể thao ha, Di sẽ chọn ở đây đó, cũng như là ở đây nó sẽ có những cái giao diện khác nhau nè các bạn. Đó, thì với cái giao diện này thì chúng ta có thể là sử dụng một thời gian rồi chúng ta có thể đổi những cái giao diện khác để cho đỡ nhàm chán cái xe của chúng ta hơn ha. Đó, cái này thì Di cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Đó, tiếp theo là Di sẽ vào cái phần hệ thống lại ha. Đó, nói chung là các bạn, các anh chị có thể là tự tìm hiểu những cái này, nó rất là dễ thôi. Về phần đèn á, thì E180 vẫn trang bị được cái đèn viền nội thất là 64 màu. Đó, Di sẽ chuyển ở đây cho các bạn xem nè, màu nè. Đó, và chúng ta sẽ có 10 cái kiểu phối màu khác nhau ở đây. Đó, rất là giống trên những cái chiếc xe GLS hoặc chiếc xe S-Class các bạn nha. 10 kiểu phối màu nè. À, chúng ta sẽ chọn những cái phối màu ở đây, thì màu sắc của chiếc xe của chúng ta có thể là thay đổi theo đó. Các bạn sẽ thấy nè, ở trên cái phần mà cái bảng màu nè, chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều màu nè, thì cái chiếc xe của chúng ta cũng sẽ đổi theo những cái màu này, nó liên tục với nhau đó, để cho chúng ta tạo một cái cảm giác thoải mái hơn cho người ngồi trong xe đó. Những cái phần mà tích là gì đã tích hết rồi nè các bạn, đèn nháy nhiều màu nè, đèn chào đón nè, đèn không khí nè ha. Những cái chi tiết này thì mình đã giới thiệu rất là nhiều lần rồi. À, bây giờ là cái phần mà ghế tiện nghi nè các bạn, ghế tiện nghi nè. À, và đối với cái chiếc xe E-Class phiên bản mới như thế này, hoặc cái mẫu xe GLE, GLS các bạn, mới có được cái phần trang bị ghế tiện nghi. À, đây là cái ghế động lực. À, khi mà Di bấm vào đây thì cái ghế của chúng ta sẽ chuyển động để dành cho cái người ngồi phía trước nè các bạn, sẽ thoải mái hơn, cũng như là trong những cái chuyến mà lái xe đường dài thì cả người tài xế cũng như ngồi phía trước đỡ mỏi hơn rất là nhiều. Khi mà các bạn biết á, các bạn lái xe mà đường dài 5 tiếng 3 tiếng ha, các bạn thường là kiểu mà mỏi á, các bạn sẽ nhích người qua nhích người lại các bạn, đổi thế á, thì đối với cái chiếc xe E180 hoặc là những cái mẫu xe E-Class mới của Mercedes-Benz bây giờ được trang bị cái ghế động lực luôn, chúng ta sẽ thấy rất là thoải mái khi mà chúng ta lái ở những cái đoạn đường dài ha, giúp cho chúng ta lưu thông máu huyết đó các bạn, thoải mái hơn rất là nhiều. Thực ra với cái những cái tính năng mà của cái chiếc xe E-Class mới này các bạn, thì hầu như E180 nè, hoặc là E200 Exclusive nè, cũng như E300 AMG, thì hầu như là ba cái mẫu xe này nó có cái phần mà trang bị gần như là giống nhau luôn, cũng như là một cái điểm mà đây, hệ thống hỗ trợ nè, Di sẽ vào cái phần hệ thống đồ hỗ trợ này cho bạn xem, hệ thống trợ phanh chủ động. Đó, Di không nghĩ là với cái chiếc xe E180 với cấu hình mà thấp nhất của cái dòng xe E-Class lại được trang bị cái hệ thống hỗ trợ phanh chủ động mà luôn các bạn. Đó, rất là hay luôn các bạn nha. Đó, Di nghĩ là trên E200 hoặc là E300 mới có thôi, nhưng E180 vẫn được Mercedes-Benz
Việt Nam trang bị cho nó luôn. Có nghĩa là theo Duy nghĩ nha, là Mercedes-Benz Việt Nam sẽ rất là chú trọng đối với cái phiên bản E180 này, cũng như là có thể nói là các bạn sẽ nãy giờ Duy giới thiệu các bạn sẽ thấy là không có khác gì nhiều so với cái mẫu E200 Exclusive hết. Đó, có thể đây là một cái mẫu xe mà Mercedes-Benz Việt Nam là coi như là muốn thôn tính thị phần nè, cũng như là muốn coi như là cạnh tranh với những cái thương hiệu coi như là đồng hương của mình ha. Đó, rất là hay luôn. Đó, có thể nói là tương lai nha, trong năm nay hoặc là năm sau thì có E180 này sẽ bùng nổ doanh số, và có thể nói là đây là cái chiếc xe mà chủ đạo của Mercedes-Benz và chủ đạo của dòng xe E-Class luôn. Rất là hay. Các bạn biết nãy giờ nói hơi nhiều các bạn đó, hệ thống hỗ trợ phanh chủ động á, là Duy sẽ nói nhanh và ngắn gọn hơn ha. Thì khi mà chúng ta lái xe trong những cái trường hợp mà chúng ta lơ đễnh ha, chúng ta không có tập trung đó, khi mà phát hiện ra xe của chúng ta có thể là tông vào cái xe phía trước hoặc những cái người đang lưu thông ở phía trước, thì cái chiếc xe của chúng ta sẽ nhận biết được cái mức độ nguy hiểm đó và có thể là tự phanh cái chiếc xe của chúng ta lại luôn ha, tự phanh lại luôn các bạn nha. Đó, và ở đây nó sẽ có những cái mức để mà hỗ trợ nè, nào là sớm nè, trung bình nè, trễ nè, cũng như là có thể là tắt được đi luôn ha. Nếu mà chúng ta lưu thông trong thành phố hay gì đó, chúng ta muốn tắt thì chúng ta có thể là tắt luôn, nhưng mà Duy nghĩ các anh chị các bạn nên chọn đó, để chiếc xe của chúng ta sẽ hỗ trợ cho chúng ta việc đó ha. Ok, nãy giờ thì Duy sẽ nói hơi nhiều cái phần mà cái phần màn hình giải trí này, bởi vì là cái màn hình này là đây là một cái điểm mà có thể nói là đáng nói nhất trong cái phần mà nội thất của chiếc xe E180 ha. Tiếp theo là ở đây các bạn. Với cái chi tiết này thì Mercedes-Benz sẽ không thay đổi so với lại cái phiên bản E180 trước đây, thì sử dụng cái ốp gỗ màu đen bóng nằm ở khu vực này. Đó, với cái màu gỗ đen bóng này như thế này thì nó rất là sang trọng, bạn rất là đẹp ha. Các bạn sẽ thấy là giống trên chiếc xe Maybach á, hoặc là cái xe S450 Luxury, nhưng mà chúng ta sẽ vệ sinh nó phải giữ kỹ cho nó một chút xíu ha, để tránh cái trường hợp là chúng ta sẽ bị cái dấu tay ở trên này thì nhìn nó sẽ không được thẩm mỹ cho lắm. Đó, ok, tiếp theo nữa là cái phần touchpad nè, cái phần con chuột cảm ứng nè, chúng ta sẽ được thiết kế mỏng lại, cũng như là khi mà chúng ta cảm ứng á, nó sẽ có một cái xung lực để báo là cái thao tác của chúng ta đã được thực hiện, cũng như có tiếng kêu. Đó, thì sẽ giống như là những cái mẫu xe mới của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ rồi. Ở đây thì có những cái nút là để chúng ta điều khiển chế độ lái nè các bạn, cái nút là Dynamic ha. Dynamic nè, chúng ta điều khiển chế độ lái nè. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem coi cái chiếc E180 này nó có bao nhiêu chế độ lái nha. Chúng ta vẫn có là tổng cộng là 4 chế độ lái thôi các bạn nha, 4 chế độ lái thôi. Nó sẽ không giống như là cái E300 AMG, đó là có 5 chế độ lái. Đó, đầu tiên là cái chế độ lái Eco thì dành cho khách hàng khi mà chúng ta đi trong những cái đoạn đường mà thành phố, hoặc là đi ở những cái đoạn đường mà chúng ta muốn tiết kiệm nhiên liệu nhất có thể á, thì chúng ta sẽ chọn cái chữ Eco nè. Đó. Tiếp theo nữa là chế độ lái Comfort, là chế độ lái dành cho tức là lái tiêu chuẩn á. Khi mà chúng ta lên xe, chúng ta nổ máy lên thì chiếc xe của chúng ta mặc định lái ở chế độ Comfort, chúng ta không có chỉnh gì hết ha. Và tiếp theo nữa chế độ lái Sport, chế độ lái thể thao. Đó, nó sẽ không có chế độ lái Sport cộng các bạn nha. Đó, và chế độ lái theo cái sở thích cá nhân, coi như là cá nhân hóa. Đó, khi mà chúng ta muốn lái chiếc xe của chúng ta theo cái ý của chúng ta có thể là vào cái phần cài đặt của cái này nè các bạn, chế độ lái cá nhân nè, individual nè. Chúng ta sẽ chọn vào cái phần bánh răng ở chỗ này. Đó, và chúng ta sẽ chỉnh thôi, chỉnh nào là hệ thống dẫn động, hệ thống lái và hệ thống ESP. Đó, thì cái này thì Duy sẽ gặp các anh chị các bạn thực tế bên ngoài, Duy sẽ hướng dẫn cho anh chị cái này ha. Bởi vì là mỗi người sẽ có mỗi cách lái khác nhau. Ok, đó, thì nãy giờ thì Duy cũng đã mất thời gian rất là nhiều cho các anh chị các bạn về cái phần này. Thì Duy nghĩ là những anh chị mà các bạn nào mà đang quan tâm tới cái chiếc xe Mercedes-Benz E180 này á, thì nãy giờ mà xem những cái Duy hướng dẫn á, có thể là biết gần như gần hết rồi đó các bạn, biết gần hết rồi. Bây giờ Duy sẽ cho các anh chị các bạn xem ở trong cái phần cốp này. Phần cốp này thì chúng ta sẽ chỉ là cái cốp thôi các bạn, nó sẽ không có cái chế độ mà phun nước hoa gì hết ở đây ha. Đó, cốp bình thường thôi, cũng như là có khóa thôi. Khu vực này cũng như là cái khu vực mà chỉnh máy lạnh của Mercedes-Benz, những cái phím để chúng ta cài đặt rồi nghe điện thoại hay là bản đồ hoặc là nghe radio, nó sẽ nằm ở đây. Ok, rèm xe phía sau, chỉnh điện các bạn nha. Ở đây sẽ có một cái rèm xe phía sau cho chúng ta nè.
đóng mở ở đây. Ở bên trong này thì sẽ có một cái USB Type-C để chúng ta có thể là kết nối điện thoại nè. Ở đây sẽ có một cái USB Type-C nữa các bạn, nhưng mà đây là cái cổng USB dành cho cái kết nối điện thoại chúng ta qua hệ thống Apple CarPlay hoặc là Android Auto. Đó, khu vực này thì chúng ta có thể để được hai chai nước nè, cũng như là với cái E180 thì chúng ta sẽ không có sạc dự phòng ha, không có sạc dự phòng. À, một điều nữa các bạn, cái ghế của chiếc xe E180 này các bạn sẽ thấy nè, với cái thiết kế nè, rất là đẹp các bạn thấy không? Đó, có hai cái mép bên hông để chúng ta ôm vào người chúng ta khi mà chúng ta di chuyển ở những cái đoạn đường mà 5 tiếng, 3 tiếng các bạn sẽ cũng sẽ không có bị đau lưng đâu. Đó, đây là một cái thiết kế mà coi như là rất là hay, cũng như các bạn thấy nè, cái ghế được thiết kế rất là đẹp luôn ha. Đó, và cái chất liệu da trên cái chiếc xe E180 này là da Artico, nó cũng sẽ giống y chang trên cái chiếc xe E200 Exclusive luôn. Đó, các bạn biết rồi ha, da Artico thì được Mercedes-Benz trang bị rất là nhiều trên những cái mẫu xe của mình, cũng như là đối với những cái mẫu xe khác các bạn, da Artico còn có thể bọc ở trên phần táp lô luôn. Các bạn biết rồi, cái phần táp lô đây là cái khu vực mà nóng nhất của chiếc xe đó, bởi vì là ánh sáng hay như là nó sẽ trực chiếu trực tiếp vào đây đó, rất là nóng, nhưng mà Artico nó sẽ chịu nhiệt rất là tốt luôn các bạn. Các bạn đi coi như là 5 năm 10 năm luôn các bạn, cả đời xe luôn, hầu như là các bạn cũng sẽ thấy là cái da của này nó sẽ không bao giờ nó bị nứt, không bao giờ nó bị hư hết. À, ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra căn khoang phía sau của chiếc xe E180 này. Dòng xe E-Class các bạn có thể nói là đây là một cái dòng xe mà không chỉ dành cho cái người lái các bạn, mà dành cho cái người ngồi nữa. Đó, đây là một cái mẫu xe mà bên Mercedes-Benz định hình là phân khúc dành cho những khách hàng thương gia. Đó, các bạn biết rồi, những ông chủ chúng ta thường hay sẽ ngồi ở phía sau là nhiều ha các bạn. Cho nên là cái phần khoang sau của Mercedes-Benz E180 này cũng sẽ được thiết kế hầu như là kích thước mọi thứ y chang trên E200 cũng như là E300 AMG luôn. Nó rất là rộng rãi cũng như rất là thoải mái. Cái vị trí ghế ngồi mà Duy ngồi vào này các bạn thấy không? Cái độ nghiêng của nó cũng rất là vừa phải luôn. Đó, khu vực này thì khu vực để chúng ta điều chỉnh máy lạnh nè. Đó, chúng ta chỉ việc là lấy gió thôi các bạn, lấy gió từ phía trước ra phía sau thôi, chúng ta sẽ không có chỉnh được nhiệt độ ở đây. Đó, thì đối với cái phiên bản E200 Exclusive cũng như là E300 AMG thì chúng ta có thể là chỉnh được nhiệt độ, nhưng mà cái này thì Duy nghĩ là không có phải quá quan trọng đâu các bạn. Đó, chúng ta có thể là chỉnh gió là ok rồi. Khu vực này thì chúng ta có thêm một cái để cổng sạc 12V nè. Đó, gạt tàn thuốc nè, nằm ở đây. Đó, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là cái trên cột chữ B của cái chiếc xe E180 này thì chúng ta sẽ thấy không có một cái che gió máy lạnh ha các bạn. Đó, trên E200 Exclusive hoặc là E300 AMG thì chúng ta sẽ có. Đó, thì Duy chọn cái phần mà nội thất là nội thất màu đen cho cái chiếc xe E180 này, cho nên các bạn sẽ thấy là cái phần trần xe của chúng ta được thiết kế là màu xám nè. Đó, thì nếu mà cái trần xe mà chúng ta được thiết kế màu đen nữa thì nhìn cái chiếc xe của chúng ta thì nó hơi gọi là cứng ngắc quá các bạn nha. Cho nên là Duy nghĩ là đây là cũng là một cái chi tiết mà Mercedes-Benz làm rất là hay nè, với cái màu xám nè, cho chúng ta cái cảm giác là thoải mái, rộng rãi hơn rất là nhiều. Ở đây cũng là một cái chi tiết tựa tay ha, cũng giống như là những cái phiên bản khác ha, cũng không có gì để nói. Ngoài ra thì mặc dù đây là cái chiếc xe sedan các bạn, nhưng mà Mercedes-Benz vẫn thiết kế cho chúng ta có thể gặp được cái hàng ghế ở giữa để chúng ta có thể là lấy đồ từ phía sau. Đó, cũng rất là tiện nghi. Đó, Duy nghĩ thì với cái chi tiết này thì Mercedes-Benz đa phần thì sử dụng trên những cái chiếc xe SUV là chính, nhưng mà đối với cái xe sedan thì được trang bị như thế này thì cũng rất là hay các bạn nha. Ok, về khoang phía sau thì Duy cũng không có quá nhiều thứ để nói cho các anh chị và các bạn xem. Bây giờ là Duy sẽ mời các anh chị và các bạn xem cái phần động cơ của chiếc xe E180 này. Ok. Đây là cái khoang động cơ của chiếc xe E180 nè các bạn. Thì với cái động cơ của chiếc E180 phiên bản 2021 này, nó cũng sẽ giữ nguyên so với lại động cơ của phiên bản 2020. Nó cũng sẽ không có bất kỳ một cái thay đổi gì so với phiên bản trước luôn các bạn. Đó, vẫn là động cơ 1.5 lít, công suất là 156 mã lực. Đó, kết hợp cùng với hộp số tự động 9 cấp ha. Vừa rồi Duy cũng đã đăng một cái clip là lái thử cái chiếc xe C180 trên đường cao tốc rồi các bạn. Thì với cái động cơ 1.5 này thì rất là mạnh mẽ luôn. Và
khi mà các bạn mà đi trên đường cao tốc các bạn cũng sẽ không có lo ngại cái vấn đề mà vượt xe này xe kia đó. Khi mà chúng ta đạp vào thì chúng ta sẽ cảm giác là cái xe của chúng ta tăng tốc rất là ngọt, rất là mượt mà luôn đó. Cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe E180 này thì các bạn sẽ thấy đây là động cơ 1.5, cho nên là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó cũng cực kỳ ấn tượng luôn. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi về bên hông của chiếc xe một chút xíu nè các bạn. Trên này nó sẽ có dán là cái một cái tem của đăng kiểm các bạn nha, mức tiêu thụ nhiên liệu nè đó. Đối với lại cái chúng ta lưu thông trên đường kết hợp á, thì chỉ rơi vào tầm 8 lít trên 100 cây nè. Đó, trong đô thị thì là 10,7 lít nè trên 100 km nè, cũng như là khi mà chúng ta lái trên đường trường ngoài đô thị thì chỉ có khoảng tầm gần 6 lít rưỡi thôi trên 100 km ha. Đó, đây là một cái mức tiêu thụ nhiên liệu coi như là cực kỳ ấn tượng luôn. Đó thì với cái chiếc xe E180 này các bạn có thể nói đây là một cái chiếc xe mà lần này Mercedes-Benz đưa ra với một cái mức giá này cũng như những cái option này, thì Duy cảm thấy đây là một cái chiếc xe rất là đáng để mua đó. Và có thể nói đây là cái chiếc xe mà có thể là cạnh tranh rất là ác liệt so với lại những cái anh em đồng hương nè các bạn, với cái mức giá chỉ có 2.050 tỷ thôi. Nhưng mà hồi nãy tới giờ các bạn thấy không, cái chiếc xe của chúng ta được trang bị nó rất là nhiều những công nghệ mới, những cái hệ thống an toàn bậc nhất hiện tại của Mercedes-Benz hiện tại luôn bây giờ đó. Thì để biết thêm chi tiết cũng như là để lái thử được cái dòng xe E180 này thì các anh chị và các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các anh chị thấy video của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình, đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.